Ngày 2 tháng 12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Bắc Quý khi hai đối tượng này đang lẩn trốn tại quận 7. Đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hơn 87.000 tỷ đồng. Trước đó, ngày 5 tháng 11, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc tạm giữ tổng cộng 59 người, gồm 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 người liên quan. Tang vật thu được trị giá gần 21 tỷ đồng, trong đó có 2,9 tỷ đồng tiền mặt, nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng các giấy biên nhận, sổ hồng, hợp đồng mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại hai trang web sweeponline.live và nakaclub.com để hưởng hoa hồng từ người chơi. Để tham gia đánh bạc, người chơi phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Tremitano ở nước ngoài, sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo, với lời hứa nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả. Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang mở rộng điều tra chuyên án này.